Thì là đông mà cho nẻo không? Bây giờ ở trong cái chúng ta đi học đó chúng này. Ta thấy có cái hệ thống cửa, thành tháo cửa. Và là chúng ta nói rõ luôn đi. Không, tĩnh mạch cửa nghe. Phải không? Nào vào đây. Cái khẩu. Cái khẩu đương nhiên là biết rồi không? Tĩnh mạch cửa nghe. Không? Còn vô học cho nó tiếng cái quán nào không? Không phải có nghe không? Cái đó có ống mạch không? Có tĩnh mạch cửa không? À, cái tình mạch cửa nó khác gì với những tình mạch khác về mặt cấu tạo không khác khác nhớ nào khác nữa trong cái mạch máu của chúng ta trong cái mau mạch của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì mau mạch chúng ta thông thường nó có ba mạch một loại thứ nhất đó là những mau mạch mà bên ngoài nó có mạch đáy và bên trong nó là gì tế bào nội mô của mao mạch đúng không? Mao mạch nào vậy, mạch máu nào vậy? Thì cái tế bào nội mô nó có ba kiểu. Một kiểu thứ nhất đó là cái màng bào tư nó liên tục lấp trong lòng của cái mao mạch. Cái loại thứ hai là màng bào tư của nó có nhiều cái lỗ hổng và loại thứ ba là màng bào tư nó không liên tục. Có nghĩa là những cái tế bào nó có lẽ có khoảng cách tạo thành những cửa sổ và loại thứ hai và loại thứ ba đó là những cái loại mà để làm gì để cho các chất đi qua bên ngoài cái mao mạch trao đổi chất và như vậy thì nó sẽ gặp ở trong những cái mao mạch chức năng ví dụ mao mạch tiêu xoa là một loại mao mạch chức năng và tiêu xoa thì nó có loại gì có lòng hổng thì rộng có cái màng bào tư tế bào nội mô có nhiều lỗ hổng để chất tiết đổ vào trong cái mạch máu dễ dàng đó là tính chất của tế bào chức năng như vậy và chúng ta học cái bài hệ tiêu hóa cao chảy khẩu mô học thì chúng ta thấy là hệ thống tĩnh mạch cửa tức là một cái hệ thống mao mạch chức năng nó khác như lại với lại cái tĩnh mạch thông thường mạch máu thông thường chúng ta là gì cái đường động mạch sau đó nó chia nhỏ nhỏ đến lúc nó gọi là mao mạch và sau đó nó trở về gì tĩnh mạch nó đơn giản là động mạch mao mạch tĩnh mạch nhưng mà đối với tĩnh mạch cửa gan thì sao tĩnh mạch mao mạch tĩnh mạch thì đó là tĩnh mạch gan cũng giống như trong trường hợp này ở cái tiền trước của cái gì nó cũng có thể không tĩnh mạch cửa ở cái gì là nó tĩnh mạch mao mạch tĩnh mạch. Ngoài ra trong cơ thể chúng ta sẽ còn có một loại này khác nữa cửa khác nữa đó là động mạch cửa cái động mạch cửa đâu chưa nghe có thấy không chưa nghe không chưa có tập dữ liệu đó là ở phòng có tiểu cầu thận tiểu cầu thận chứ có tiểu cái này gì động mạch ở đây vào trong cái tiểu cầu thận nó có nhắn nó chia ra tạo thành cái búi tiểu cầu thận tức là mao mạch sao nó đi ra để động mạch đúng không? Tức là mạch máu là động mạch, máu mạch rồi là đến động mạch. Do đó người ta nói nó là hệ thống động mạch cửa ở trong. Sao? Đó là hệ thống mao mạch chức năng. Chức năng ở đầu chỉ là gì? Động tiểu và động mạch gì? Học rồi mà đúng không? Đây. Đó là cái cấu tạo của tiết yên thì chúng ta nhắc lại tiết yên thì chúng ta sẽ thấy có những cái đặc điểm đó là tiền trước tiết yên thì đó là tám tế bào cái đó còn gọi là tiền tuyến và ở một đặc điểm đặc trưng riêng cho nó ở đây nó sẽ có cái gì có cái hệ thống tĩnh mạch cửa ở đây là đại dương cái thứ hai thì sau tiết yên không đương nhiên là hệ thống mao mạch phong phú thì nói rồi thì tiết yên nó có đặc điểm khác hơn nữa đó là do trục của tế bào thần kinh từ người thành phố khởi đầu và đi vào đây và do đó nó tạo ra một cái gọi là thì này gọi là thì thần kinh thì thần kinh là gì từ trục cho nên chắc nhận cái không phải là thì thần kinh là những tế bào thần kinh nó nằm ở đây à, những thân neuron không có nằm ở đây thân neuron nó nằm ở vùng di động đây này mô tả là trước bây giờ thì cao giữa nó là tiền trung gian tuy nhiên tiền trung gian này không có chức năng nhiều do đó thì người ta bỏ qua đi
hay hiện giờ thì hiện trước thì hiện sau, hiện trước tức là hiện tiến và hiện sau thì hiện trong cái tình tiến thì chúng ta nhận thấy nó có gì, thì tiến có ba loại tế bào, tế bào là tế bào ưa axit, tế bào ưa bai và tế bào kỳ nào. Tế bào ưa axit tức là tế bào mà nó bắt vào gan thì là gọi là axit, không? Còn cái tế bào ưa bai giờ hay là ưa axit hay ưa bai giờ tức là các màu xanh thì gọi là ưa bai giờ. Và cái tế bào này là tế bào mà ở trong cái màng bào tư, ở trong cái bào tư nó không có màu gì hết thì gọi là tế bào kỹ nào, cái tế bào không có màu đó. Thì gọi là đó là như vậy. Và bản chất của tế bào kỹ nào là cái trạng thái kỹ của tế bào ưa axit và tế bào ưa bai. Có nghĩa là khi mà tế bào này nó hoạt động, nó tạo ra cái kết tiết thì cái kết tiết nó sẽ bắt màu, nó bắt màu xanh hay bắt màu cam tùy theo cái loại tế bào bắt đầu của nó, bản chất của nó là cái gì, cái loại là gì. Cho nên chúng ta thấy, còn đương nhiên là trong này sẽ có những cái hệ thống cơ bản thì đã kể nha. Và cái tình sao, sao nó là thần kinh thì chúng ta thấy có những sự chung những cái tế bào thần kinh đề và đương nhiên là nếu mà chúng ta nói tế bào mô có tế bào mô có cái gì không có đó, hệ thống mạch máu không hút máu mà không hút thì phải có tế bào mô, còn mô là tế bào không có mạch thì ta nói đó rất là nhiều trong này, người ta không kể đến nhưng mà chúng ta phải hiểu. Đó, cái hệ thống mao mà không phú mà có tế bào mô đây thì sao gọi là có phú? Đó, tức là lúc nào cũng có mao mà không phú trong nào. Lóc phía trong. Như vậy thì ta nói tế bào mô là chắc chắn là có phải không? Nhưng mà là mô đã đây. Tức là với nam hiểu là đương nhiên là nó có. Và ở chỗ này thấy nó có cái sản phẩm chất tiết của nó tạo thành một cái trong đây này nó gọi nó là phải thay đổi riêng là sản phẩm chất tiết của cái sao. Đây là cái hộp ôm của cái tiết riêng của chất tiết này. Thứ nhất chúng ta thấy cái bào ưa axit chất tiết là carbon là một loại hoạt tăng trưởng. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho xương dài hạn khỏe đối với những người trẻ và trẻ con thì cái sụn tiết hợp nó còn chúng ta học về xương nha, học về sụn tiết hợp ở gần giữa cái khớp và cái chỗ đi những xương á, nó có những cái khoảng trống ở gần cái khớp thì nó gọi là sụn tiết hợp nha. Và sụn tiết hợp đó là cái sụn cái còn gọi là sự tăng trưởng, làm cái tăng trưởng cái xương. Ở trẻ con hay người trẻ thì nó vẫn còn, chứ còn người lớn thì nó sẽ cái sự tiết hợp nó không còn tốt quá gì. Và như vậy khi nó không có sự tiết hợp đó thì cái xương nó không còn phát triển như dài nữa. Mà muốn làm dài ra là sao? Kéo. Kéo dài thì xương. Đó là một câu chuyện mình là có thể làm được thực tế. Ở Việt Nam người ta từng thấy có những người kéo dài đến 20 cm. Rất là dài, có một người đã cưỡi mình đang lên cái phải thành chân dài liền. Thì cái điều đó nó thứ nhất không có nên làm không? Thật ra thì không nên làm. Tại vì vậy vấn đề là gì? Nó không có cân đối. Giống như cái mặt người ta tròn thì tao cứ tạo lên tạo lưỡi cái mũi nhọn ra thế này chỗ này không? Thì đó nó không còn là đẹp. Thì đó nó không cân đối. Còn kéo dài kia thì thông thường là kéo ở những xương dài đó, ví dụ như là ở xương chằm, xương chày hoặc là xương đùi này, chứ là đâu kéo hết tất cả toàn bộ là xương trong cơ thể không. Thấy người này ăn cũng cái chân thì kêu là dài, chân dài cô gái chân dài, chân dài mang mang chân dài tới nách nó nách về tới chân. Đó là câu chuyện mà có thế này có này và trên quan điểm khoa học thì chúng ta thấy là có những cái kỳ này khác. Và như vậy thì nếu như trong trường hợp mà cái sụn cắt trưởng còn mà nó khác ra chúng ta đã tăng cái sụn cắt trưởng thì sẽ dẫn đến cái người khổng lồ
rồi nghĩa là những người mà cảm biến thế giới như thế, khi nói đến những người này thì là bắt đầu là cái đặt vấn đề có ăn hay là có phải bệnh gì người khác thế không có cái này thì mới đến là bình thường rồi. Còn nếu như trong trường hợp mà cái xương sụn căng trở mình hết rồi mà cái rau con nó phát triển lên tăng lên vì một lý do gì đó thì sẽ dẫn đến là một bệnh to đầu chi là đầu cánh khớp bị to này. Nhưng mà mình cần chỉ thấy ở cái tay hay cái chân trước tiên cho đó thì gọi là to đầu chi, còn thực chất bản chất cho nó là to đầu cánh khớp do cái sụn nó kéo dài để đầu khớp mình vẫn còn sụn. Rồi đó là cái bạn acid, cái bạn lớp 3 giờ thì mình hạn chế chính là cái TSH. TSH thì nó tạo lên cái chuyển giác để tạo ra cái bạn lớp 4. TSH thì tạo ra tinh trùng của một trứng tạo trứng NH, ACDH. ACDH thì nó tạo lên cái vỏ đường thở nha. Thì đó là cái cấu tạo cái chức năng của cái tiết niêu. Cái tiền sao cái tiết niêu kế tiếp là ADH thì tác động lên cái hỗn sợ để làm hấp thu nước vào. Do đó nếu như một trường hợp mà bệnh nhân bị yếu về ADH này, đặc biệt là chúng ta thấy trong những trường hợp mà bệnh nhân bị đi chấn thương sọ não hay là u ở cái vùng tuyến yên có thể gây ra tình trạng này. Và nếu như nó yếu ADH này thì dẫn đến tình trạng là đái tháo nhàng. Đái tháo nhàng là sao? Đái nhàng nó làm cho không có tác động lên cho do nó làm cho nó không có hấp thu nước tiểu sơ cấp ở trong mặt trở nên nước tiểu thứ cấp tăng lên, nhưng mà tỷ trọng nước tiểu do không cô đặc cho nó tỷ trọng nước tiểu giảm giảm so với bình thường, do đó thì ta gọi là đái tháo nhàng. Con này thì khi đầu tiên thì dễ là một cái loại cơ quan khác mà chúng ta có thể trao đổi ở đây đó là tiên giác. Tiên giác thì cái này học giải phẫu rồi các bạn không có cần gì phải bàn nhiều đâu. Tiên tuy nhiên là trên cấu trúc phi thể cho nó thì chúng ta có thể thấy cái gì? Cấu trúc phi thể của nó thì tất cả các mô tả là giống như những cái khối cầu nó xếp xếp chồng lên nhau. Thì cái cấu trúc cơ thể của nó chúng ta thấy đó là hình giống như cái túi đó. Và cái đặt cái khe của nó thì đây chúng ta thấy hình tròn có thể hình elip và tại giữa nó đặc trưng của nó là một cái chất cái nào ở giữa đó là gọi là cái keo nhá, đó là sản phẩm chế biến của tiên giang. Trước khi chúng ta sẽ khảo sát cái keo giang này là có những cái gì và đây là mô tả tế bào của trong cái đèn giác. Cái đèn giác là đơn vị chức năng của cái tiên giác như thế nào gọi là đơn vị chức năng bây giờ chỉ còn đúng không? Trong cơ thể là nhiều đơn vị chức năng đó không? Đơn vị chức năng của cái gì nó là gì, đó là cái cấu tạo nhỏ nhất mà nó thể hiện được toàn bộ chức năng của mỗi cơ quan đó thì ta gọi nó là đơn vị chức năng. Và như vậy thì khi mà người ta nghiên cứu một cái cơ quan một cấu trúc nào đó thì người ta nghiên cứu đơn vị chức năng đó thì người ta không suy ra hết toàn bộ nó mà không cần phải khảo sát tất cả các đơn vị chức năng này. Để đến thứ hai là tế bào, một tế bào này lúc đầu ta thấy nó nằm ở rời rạc bên ngoài của cái đen giác thì ta gọi nó là tế bào cận đen, tức là kế cận. Tuy nhiên cái tế bào này sau này là khảo sát thấy nó nằm ở trên cái nang của cái tiên giác luôn, cho đó gọi là tế bào C, tức là tế bào cận đen như vậy. Và đặc điểm của tế bào này là nó không bao giờ nó tiếp xúc trực tiếp với cái keo giác đó, là do sản phẩm của nó không phải là cái keo giác này và nó không có tiếp xúc ở đây và nó làm hơi lùi cái sao chút xíu. Và cái hormone chế tiết của nó là cái calcitonin. Calcitonin là hormone mà nó giúp cho chuyển hóa ở xương và nó làm ức chế các cái quỹ công bằng, do đó nó có thể nó làm cho giúp cho trong thực tế lâm sàng người ta điều trị xương cao. Và calcitonin được xem là một cái loại thuốc mà có thể làm giảm đau hiệu quả trong cái đoạn xương nhiều hay tốt là công nhận. Ngoài ra thì cái
chính của cái năng giác ở đây là những tế bào mà nó chế tiết ra cái hormone của thị giác. Đây là chúng ta nhìn thấy đây là cái hình của cái năng giác cho có những tế bào lớn ở đây là gì, gọi là tế bào C, tế bào này là cell. Và cái năng giác ở đây chúng ta sẽ thấy tổng hợp các hormone thị giác, thì đầu tiên chúng ta thấy là cái gì? Thì nó sẽ tổng hợp ra cái tirolin. Tirolin là một sản phẩm của bắt đầu và nó sẽ đổ vào trong lòng của cái này da. Như vậy thì cái keo nhát nó thành phần của nó có cái thứ nhất nó là tirolin. Các bạn nhớ. Và từ cái tirolin đó thì bắt đầu nó sẽ bước tiếp theo, nó là nó sẽ hấp thụ cái gió từ trong máu để đổ vào trong này luôn. Sau đó nó tổng hợp, nó oxy hóa cái quá trình tức là cảm tích đi đó vào trong cái tirolin để tạo thành cái sản phẩm cuối cùng, đó là tế bào T4 và nó cô đọng và phóng thích ra luôn này. Thì quá trình mà tái tạo ra được cái tổng hợp ra cái tế bào T4 này thì chúng ta nó có những câu chuyện liên quan có nhiều vấn đề. Thứ nhất là nó phải tạo ra cái tirolin. Thứ hai là nó phải cần có gió, đúng không? Như vậy thì trong trường hợp thiếu gió, thiếu gió thì bị gì? Chứng bú muối. Chứng bú muối. Thiếu gió thì bị bú cổ. Bị chứng gió. Có gì khác không? Bị thiếu gió. Hiểu đang biến tệ, đúng không? Gió bị thiếu gió. Nghe của tôi đi nha. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy đi ra ngoài đường thấy có những người bị cổ có đông, bây giờ đó thiếu năng khí đại đâu có thiếu năng hết rồi, thiếu năng quấn quấn phù mà không bị năng quấn phù mà không phù cái thiếu năng khí đại là các bạn nói chúng ta học gì vậy thôi chơi qua có bài gọi là suy giác bẩm sinh hoặc bệnh lý di truyền. Suy giác bẩm sinh nó là thể năng chẳng có chuyện trí tuệ, chứ còn cái người bình thường người lớn như thế này không bố mẫu là bị suy giảm sản xuất trí tuệ đâu phải sản xuất trí tuệ đó là cái câu chuyện mà người ta thấy tới cái gì càng vui nhớ càng càng vui nhớ. Không ăn sao ngồi đây. Hả? Không ăn sao ngồi đây. Để em có dấu kia, thì dấu đi. Có dấu không? Có dấu không? Mắc lại. Có dấu không? Có luôn. 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 Tại sao? Và cái câu hỏi tiếp theo tại vì câu hỏi này nhé, nói trước luôn đừng hỏi câu gì tôi không có trả lời câu hỏi này đâu, tôi chỉ hỏi lên cho tôi trả lời, tại vì nếu thừa bị gió thì có chuyện gì xảy ra không các bạn, tại sao trả lời, tại vì câu bây giờ cái chương trình gọi là ăn muối gió chiến lược quốc gia thầy lên thừa bị gió thử ra không trả lời được câu đó đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về mặt khoa học. Khoa học mà nói thì nếu như tiếp em dư đi lớp thì chúng ta có bị cái gì không? Câu đó không phải đặt ra đâu. Vậy như vậy thì nếu như chúng ta tiếp đi lớp thì bị cú khổ đúng không? Đúng cái còn nữa đúng. Không tổng hợp được ra cái để làm cái bốn thì nó tăng cái tirolin ngoài thì nó sẽ gây ra tình trạng cú khổ quá đúng luôn không? Như vậy thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người bị thiếu iốt ở đây? Chắc có. Thấy không? Có bao nhiêu người bị cú khổ? Hay là tại vì tôi ăn thiếu iốt ra rồi không có cú khổ? Rồi hiểu cái điều đó, không? Tức là ví dụ như bây giờ tại sao thiếu? Không? Do cái ví dụ như bây giờ qua bên Mỹ đi, ở bên Mỹ là thiếu gió phải ăn uống gió không có đúng đâu,
ở bên châu Âu là anh thấy luôn anh nói đơn giản thì qua Campuchia về kế bên mình đi mấy người mình đó là những thiếu gì đó vì khác nhau qua đó xem bao nhiêu người bị cúng cổ do thiếu gì không cúng cổ thiếu gì khác là cúng cổ bình thường khác nhau tức là không phải bình thường cúng cổ là không bình thường là cúng cổ ví dụ bệnh bạch đôn hay là có bệnh viêm giáp gì gì đó đại khái là bệnh thứ khác nó khác nhau do đó chúng ta khác là thường ngay là chỉ phương pháp chỉ cần thiết đối với những người bị bệnh uống cổ do thiếu giống hay là nói cách đơn giản hơn là việc xác định đó là chỉ sử dụng cho những người thiếu giống chứ người dân chúng ta là muốn bình thường bao nhiêu người thiếu giống sao tôi thì không ai muốn giống đó là cái khác nữa còn tất nhiên là đi ra bên ngoài mà ăn uống bên ngoài người ta nấu nó bỏ muốn giống thì mình mới chịu thôi chứ còn không có chủ động làm gì đâu. Đó là như vậy thì các bạn phải hiểu nha. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như thiếu gió thì có khả năng gây ra cú cổ à, nhớ đó, nhưng mà trong trường hợp nào thì thiếu cái câu đó cần phải đặt ra rồi. Còn cái chuyện mà gây ra chậm sa sút trí tuệ động thân đó thì chuyện đó là chuyện bẩm sinh tiêu giác bẩm sinh tức là bệnh nhân bị thiếu tiêu giác bẩm sinh chứ không phải là thiếu gió đâu chưa là mũi gió à, đó là bệnh lý di truyền hay thấy không nha cái bệnh thấy người ta uống khổ là người này chắc chắn phát triển tâm thần lại chọc ghẹo ra bệnh tâm thần cái thứ hai nữa là chúng ta thấy đây nó sẽ có các cái tiêu gió vào trong cái tiêu cho phụ liên đó đó là quá trình gọi là học sinh hóa hay do và như vậy thì cái này nó sẽ có một số chất ở trên thực tế ta thấy cái chất như là đèn hóa này thì ở đây là ngăn cản quá trình học sinh hóa này do đó chúng ta phải hiểu một số trường hợp ví dụ như là bị uống cổ đó, thì bác sĩ khuyên rằng không nên ăn bất đại cái này su hào ví dụ như vậy thì cái đó là cho người ta nghĩ đến cái câu chuyện này không các bạn nhớ để làm cái vậy thì cái về phổ biến rằng là không được ăn bất cải su hào người nông dân người ta sản xuất ra là bạn được thực hiện được tức là chỉ có những người bị cú cổ nghi ngờ nào do cái thiếu gió là do không ăn tết gió được thì người ta phải nên không nên ăn đó hạn chế ăn đó chứ còn người bình thường ăn cũng đang là có cải uống mổ đó không đồng bằng không bằng chứng là nhiều người ta vẫn còn có cải trong luôn mà và cái cuối cùng mới là nó cô đặt cái tiếng là bên bạn đó là cái câu chuyện của cái tổng thọ ra để làm thì bố ở trong cơ thể chúng ta các bạn có hỏi gì nè trời nói đi đó thầy như vậy là cái đó có làm cả cái gì? À, không, cái đó tôi không biết là nha. Đó tôi nói trả lời tôi đã nói rồi, đó là chương trình phát triển của quốc gia là nuôi đó để làm cho không bên đâu mà. Cái đó là một cái đi hết ai vậy? Đi hết ai? Thấy không? Thấy không? Bây giờ làm một cái câu chuyện đơn giản. Anh biết ai vô? Không biết biết ai gì? Nghe nói cho những người khác không biết ai không bên trước nó không thể không bên ở Lào rồi đang một người ta cái câu chuyện đó là cái chuyện khác mà nãy tôi đã nói rồi cái chuyện mà thiếu nhận gió không có nghĩa là người ta làm không có người là lớn người ta làm cái ông từ người chỉ thiếu gió cứ khổ gì đây những cái đại chúng chứ phải đâu không cái đó nói gì đó không rồi có câu hỏi nào khác các bạn nếu không có câu hỏi khác thì chúng ta đi không các bạn còn có phần nữa trước khi kết thúc đó là cái biến tượng thành ở đây biến tượng thành tức là phía trên là đất thành nhà là gì không ở đây nó dự án đây là cơ quan đầu tiên ở đây đó là cơ quan tiết kiệm này tiết kiệm rồi và dù là cái tiếng nó nhỏ nhưng mà chúng ta thấy một
tưới máu bởi hệ thống sợ làm chủ, có vẽ lên sơ đồ, vẽ cho các bạn thấy này, tưới máu này từ hệ thống làm chủ để chứng tỏ là cái cơ quan đó đã quan trọng. Và cái lý cơ sở thì khi mà ta mô tả đó, ta thấy nó phần ngoài này, ở từ đây ra ngoài nó gọi là vỏ, ở trong này gọi là tủy. Và vùng tủy lúc nào ta cũng sẽ có những mặt sống này, tức là thể hiện mặt áo lớn. Còn vùng vỏ này thì nó sẽ bị tác động bởi cái thứ nhiên, thì trước cái thứ nhiên nó tác động lên đây. Đây là bằng chứng là lúc nãy ta nói là đó là sản phẩm của tế bào xương ba giờ của cái yên để tiến ra để tác động lên vỏ lưu thần, kích thích tác động lên cái vỏ lưu thần, lên vỏ lưu thần tiến ra nó con của cái vỏ lưu thần. Còn đây là gì? Còn đây là một cái chứng khác. Tức là cái yên này tác động chủ yếu lên cái vỏ lưu thần thôi, chứ không phải tác động lên cái tỷ lưu thần. Các bạn chụp cái bài kiểm tra luôn. Ở đây các bạn thấy đây là một vỏ, đây là một tủy, là mẻ cho đồ lúc nào cũng có những cái thành nó lên. Và cái vùng tủy này thì nó chế biến ra họ là một cái không vứt một đêm nhớ đỡ không biết nhớ nữa. Đây là cái phía tổng thảo sơ đồ, các bạn thấy đây là vùng tủy, đây là vùng vỏ từ chỗ này ra. Và vùng vỏ này chúng ta thấy nó có ba lớp. Ở bên ngoài câu này là bao sơ, nó là dưới nó là đám tế bào, thì lớp đó là thành tế cung, tại vì tế bào nó cấp xếp cho thành tổ cung. Tuy nhiên thì có một số tác giả trong số sách đó, khi mà các bạn đọc các bạn thấy là nó gọi là lô hồ, tức là lớp cầu, tức là nó cấu trúc không gian bằng gì nó là cầu, nó gọi là lớp hồ. Tuy nhiên ở đây chúng ta nhắc lại, khi trong quá trình học tập ở đây chúng ta làm lớp cung, ở dù chúng ta sẽ coi cho mình thẳng các diện lăng cách chỉ và tình tờ. Và ở đây nay sẽ là lớp này, tế bào này sẽ tạo thành tình đám dài là lớp bó, và trong này tế bào nó sắp xếp cho hình mạng lưới. Ở giữa nó là gì? Đó là những cái mao mặt áo này, do đó gọi là lớp lưới. Đây là cái hình đấy, chúng ta có lớp lưới đây thấy không? Thấy nó hiểu trong cách cũng có đó, cũng kiếm kiếm chắc cho nó dễ hơn. Thấy có ra để cho cung nó có nó lưới không? Đó là cơ tình tế của chúng ta mà. Cho đó trên ngoài thấy nó nào cung nó là có lưới hết, bây giờ coi cái cơ đồ lên cho các em nào dễ hơn.